Nãy giờ thì bác sĩ cũng phân tích rất là nhiều về cái việc cái chức năng hỗ trợ điều trị đối với bệnh lý gan mật ha. Nhưng mà Kim Ánh cũng quan tâm đến một câu chuyện như vậy nè. Giả sử như những người mà người ta chưa có những cái vấn đề của bệnh lý gan mật nhưng mà người ta muốn sử dụng những cái thảo dược này như là một cái cách thanh lọc cơ thể thì thật ra trong những cái tình huống đó có được hay không ạ, thưa bác sĩ Lương Lễ Hoàng? Nếu người ta sử dụng những cái bài thuốc dược thảo mà dựa trên kinh nghiệm của dân gian nhưng người ta không áp dụng mà người ta vận dụng nó, và người ta vận dụng nó với thông qua cái công nghệ dược tiên tiến nè, thì đó là điều rất nên làm, chứ không phải chỉ nói riêng như Kim Đỗng Khang. Riêng trong trường hợp những bài thuốc những gan lợn mật như Kim Đỗng Khang đó thì người ta có thể dùng nó, không bắt buộc, đừng không, nghĩa là dùng theo kiểu mỗi ngày đâu, người ta cũng nên ép là gan phải lợn mật mỗi ngày, nhưng người ta có thể dùng nó như một cái liệu pháp định kỳ chẳng hạn, một liệu pháp không ngắn hạn thôi, 10 ngày, 15 ngày, để như một biện pháp thanh lọc cơ thể, thì thậm chí nó cái tầm sự cái tính hữu ích của nó cũng rộng hơn là chỉ nhuận gan lại mà. Do đó tôi thì tôi thường hay khuyên bệnh nhân là ngoại trừ trường hợp bệnh gan thì tất nhiên trong tất cả các thể dạng của bệnh gan đều có thể sử dụng nó để hỗ trợ nó. Tôi thậm chí sử dụng nó như một cái yếu tố đi kèm giai phụ á. Nhưng mà giai phụ này quan trọng nhờ có nó mà cái phim mới hay đó là trong điều trị những bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng, trong viêm đại tràng mãn, nhất là trong cái nhóm bệnh nhân tiểu đường là cái nhóm rất cần, đây là những cái nhóm rất cần một cái lượng mật xuống cho đến tận ruột già để có thể góp phần trong việc điều chỉnh cái rối loạn dinh dưỡng, đồng thời nó hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Riêng với những người chưa nhất thiết phải gì viên sỏi đó thì việc sử dụng thuốc nhuận gan lợi mật theo kiểu Kim Đỗng Khang đó rất nên dùng cho những người mà vì giao tế là phải tiếp xúc với bia rượu, những người mà cảm thấy mệt mỏi, và nhất là những người có dấu hiệu này đó là khi nào ta thấy người ta đói cồn cào đói đến độ xấu nết khi đến giờ ăn đó, nhưng mà khi mới vừa ăn được có miếng ít miếng thì bỗng no ngang, thì đó là cái chuyện cho thấy là mình nên bắt đầu trong giai đoạn đó nên lợi mật là nhuận gan. Và thứ hai nữa là những bệnh nhân mà rõ ràng là vì cái điều trị vì cái bệnh mà cái đường gan mật của họ chắc chắn khó có thể vận hành một cách tối ưu, chẳng hạn như bệnh nhân hậu quá xạ trị chẳng hạn, bệnh nhân đang được điều trị viêm loét dạ dày hay viêm tụy thì người ta nên hỗ trợ nó bằng một một cái phương tiện nhuận gan lợi mật mà ta biết chắc là nó an toàn hơn, chẳng hạn như với bài Kim Đỗng Khang. Khi mắc bệnh sỏi mật, sỏi túi mật, sỏi gan, nhiều người nghĩ rằng chỉ có cách phẫu thuật mới hết được sỏi. Thế nhưng các chuyên gia cho biết có tới hơn 50% các trường hợp sẽ tái phát sỏi mật sau 3 đến 5 năm điều trị. Sỏi mật là bệnh có yếu tố cơ địa, nguyên nhân gây bệnh vô cùng phức tạp. Vì vậy, muốn điều trị sỏi mật hiệu quả, tránh phẫu thuật, bạn cần một giải pháp toàn diện không chỉ giúp làm giảm kích thước sỏi mật mà cần phải tác động trực tiếp tới nguyên nhân gây ra sỏi. Đó cũng là lý do mà các chuyên gia khuyên bạn nên dùng riêng một sản phẩm chuyên biệt cho bệnh sỏi mật có 3 tác động. Thứ nhất, tăng cường chức năng gan. Thứ hai, tăng vận động đường mật. Thứ ba, kháng khuẩn, kháng viêm đường mật. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang với 8 thảo dược quý là sản phẩm đem lại được 3 tác động đó. Sự kết hợp của 8 thảo dược quý, uất kim, chi tử, sai hồ, hoàng bá, kim tiền thảo, nhân trần, diệp hạ châu, chỉ xác mang lại tác động toàn diện lên hệ thống gan mật, giúp hỗ trợ bào mòn sỏi mật không phẫu thuật và phòng ngừa nguy cơ tái phát sỏi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang sử dụng phù hợp cho người: người bị sỏi mật, người bị viêm đường mật, viêm túi mật, người đã phẫu thuật lấy sỏi, tán sỏi, người bị tăng men gan, viêm gan, ăn uống khó tiêu do ứ mật, gan nhiễm mỡ. Hiện nay, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang là sản phẩm chuyên biệt duy nhất cho bệnh sỏi mật đã được nghiên cứu tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội cho kết quả giúp bào mòn sỏi, giảm tỷ lệ tái phát sỏi sau điều trị, cải thiện triệu chứng đau, sốt, vàng da và giúp hạ men gan, sản phẩm an toàn trong quá trình sử dụng. Kể từ khi ra đời cho tới nay, sản phẩm đã được hàng ngàn người bệnh sỏi mật sử dụng cho hiệu quả tốt. Nhiều người bệnh chia sẻ sau vài tuần sử dụng sản phẩm, tình trạng đầy trướng bụng, khó tiêu đã hết, ăn uống cảm giác ngon miệng hơn và sức khỏe ngày càng cải thiện tốt lên. Để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm Kim Đồng Khang, hãy để lại bình luận ngay dưới video này. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.